Lý do hàng đầu khiến cho các doanh nhân không thành công như mức mình mong muốn là bởi vì mình không thật sự biết mình mong muốn điều gì, nên mình cũng không biết là mình cần phải làm gì hay cần phải thay đổi điều gì để chinh phục điều mình mong muốn. Nên để giúp cho tất cả các anh chị biết rõ điều mình mong muốn, anh chị cần học cho mình cái công thức đặt mục tiêu thông minh về tiền bạc này, về sức khỏe này, về hạnh phúc gia đình, về sự nghiệp, về công việc, về tương lai. Mình muốn cái gì cần phải có một cái mục tiêu cụ thể rõ ràng. Và trước đây bản thân của Thảo cũng không thực sự biết mình mong muốn điều gì. Thảo chỉ biết rằng là mình muốn có nhiều tiền hơn. Nhưng mà nhiều tiền hơn là bao nhiêu? Rồi có tiền phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ là làm cái gì? Chính vì mục tiêu của Thảo không rõ ràng nên Thảo đã đổi rất là nhiều ngành nghề. Nhưng 25 tuổi, Thảo vẫn là Thảo với mức thu nhập 5 triệu một tháng. Đầu tháng có tiền, cuối tháng cũng hết tiền. Và đứng trước cái sự chật vật như thế, Thảo đã tìm kiếm cho mình một cái con đường để thay đổi. Rất may mắn Thảo được gặp được môi trường câu lạc bộ. Và bài học đầu tiên mà đã thay đổi cuộc đời của Thảo là hãy học cách đặt cho mình một cái mục tiêu cụ thể và rõ ràng, đặt mục tiêu thông minh. Nhờ công thức đặt mục tiêu thông minh của các triệu phú đô la, của những người doanh nhân thành đạt, Thảo đã chinh phục cho mình một cái thu nhập. Tính tới thời điểm bây giờ, thu nhập của Thảo đã tăng gấp 100 lần. Nên nếu như các anh chị nào ở đây mình thật sự chưa có đạt được cái sự thành công như mức mình mong muốn, mặc dù mình cũng đang rất cố gắng, rất nỗ lực, thì phần lớn có khi các anh chị đang chưa có làm rõ mục tiêu của mình. Hãy học cái cách đặt mục tiêu thông minh để chinh phục một cuộc sống ngoại hạng. Các anh chị nào mà chưa biết cách đặt mục tiêu thông minh thì hãy inbox Thảo sẽ gửi tặng nha. Hoặc là tham gia vào nhóm học tập cùng với Thảo, sẽ được Thảo hướng dẫn cụ thể rõ ràng để anh chị làm và đặt mục tiêu luôn nha. Rồi chúc các anh chị thành công. Hãy follow kênh của Thảo để nhận thêm nhiều phương pháp thu hút tiền bạc và thịnh vượng nhé.